Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Hoàng Phúc, hiện năm nay em 28 tuổi. Quê quán của em là ở Vĩnh Long. Công việc hiện tại của em là nhân viên bán hàng ở chợ Bến Thành. Bán gì Phúc? Dạ, em bán về vải, may đồ vét, may áo dài, may đầm, tất cả. Cái gì chứ bán vải vóc là đúng gu em rồi đó. Em ơi xíu nhớ mặt chị nha, mai mốt chị có ra ngoài chợ Bến Thành bớt chị nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ mời đàn gái giới thiệu về mình nè. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào chị Nam Thư cùng chào tất em. Cả khán giả có mặt trong trường quay. Mình tên là Vi, năm nay mình 28 tuổi, mình là điều dưỡng. Hiện mình đang công tác tại một bệnh viện ở quận 5. Vậy là hai bạn cùng tuổi nhau đó hả? Dạ. Những cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, biết quan tâm cho người khác và biết chia sẻ một số công việc. Còn về nhược điểm thì em có hơi bị nhiều. Thí dụ? Thí dụ như ngủ em hay ngáy. Chuyện bình thường. Dạ. Ngủ em hay nói nhảm. Nói nhảm sao em? Nhắm mắt ngủ, ơi chị ơi, không bớt được chị ơi, phải không bớt được, em phải nhập không bớt được hả? Dạ, nói đủ thứ. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì em không biết em đang nói cái gì thôi. Vậy chứ ai nói em nói nhảm? Dạ, ở nhà mẹ hay ngủ chung á. À. Dạ. Bữa nào em làm cái máy thu, em thu lại để em rút kinh nghiệm nha. Dạ. Còn gì nữa Phúc? Còn cái tật xấu lớn nhất là chắc lớn vậy rồi nhưng mà em vẫn còn thích măng vú mè. Măng vú mè hả? Măng vú mè á chị. À, cái tật xấu của em á là lớn như vậy rồi mà em vẫn còn măng vú mè. Trời, thấy thương quá không? Em đợi Vi đợi thêm xíu nha. Cái này cũng lạ. Dạ. Tại nhà dưới quê thì trực á. Ngày tối hai mẹ con ngủ chung thì có hay măng. Anh Linh ơi em mắc cười quá. Mắc cười cái gì, chuyện nó bình thường. Con với mẹ mà thấy không? Đừng có qua người khác là được rồi. Giống như hiện tại giờ mà em về em không làm á, giống như mẹ bị thiếu cái gì đó. Trời. Rồi ba sao, ba đâu? Ba với mẹ thôi nhau từ lúc con còn nhỏ. Dạ. Nhờ cái tật xấu đó mà cũng phát hiện mẹ em bị ung thư vú á. Cho nên nhờ em sờ thì mới phát hiện. Em sờ em sao mà em phát hiện? Thì em cũng sờ vô thì em thấy nó cộm lên á. Tức là giống như là nó có cái gì trong đó thì em nói dẫn mẹ đi khám, báo là phải mổ gấp. Tại vì nó ở cuối giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn 4 rồi. Cũng rồi, may là phát hiện rồi, sớm chút ha. Sao mẹ giờ khỏe chưa em? Dạ giờ hiện tại mẹ em đã xạ trị hóa trị xong rồi. Khuyến khích những chàng trai vẫn còn mang vú mẹ cứ mang nha. Mang vú mẹ mà lợi ích là nhờ vậy phát hiện ung thư cho mẹ. Bây giờ là mẹ ở Sài Gòn hay ở dưới quê? Dạ mẹ ở quê. Dạ. Nhà em có đông anh em không? Dạ không, có một mình em mà. Trai một. Nếu mà em đã xác định mai mốt em có một cái sạp ngoài chợ Bến Thành. Đón mẹ lên không? Thì em sẽ đón mẹ lên. Đúng rồi, đúng. Phải đón mẹ lên. Dạ. Mà Vi, theo em nghe bạn bên này chia sẻ, bằng đàn trai chia sẻ rồi đó, tức là có một mẹ một con. Em có ngại chuyện làm dâu không cưng? Dạ em vẫn có cái suy nghĩ là thích sống độc lập hơn. Ở trong trường hợp này, ví dụ ảnh đông anh em thì không nói gì, đằng này ảnh có mình ảnh với mẹ ảnh à. Chị thấy rất trường hợp rất là thương. Dạ nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của em lúc mà em chưa có gặp ai thôi. Còn nếu như mà em gặp đúng người mình thương rồi thì mình sẽ cố gắng để mình thích nghi. Làm dâu giờ khỏe lắm em ơi. Nha dạ, em gái. Dạ. Rồi. Trời, đồ vét đẹp quá. Vải ngoài chợ đúng không? Dạ. Vải ổn á. Em tự thiết kế á. Vậy gì là mấy mốt mà ngoài sạp ngoài chợ là mình má đồ vét đúng không? Dạ. Mình may sẵn mấy mẫu. Đó, mình chưng lên để đưa khách vô khách lựa. Đưa làm mẫu cho. Được anh Quyền Linh đưa là gương mặt quảng cáo thì là còn gì bằng. Gương mặt đại diện đồ vét chợ Bến Thành. Chị Nam Thư là gương mặt đại diện của áo dài hả? Vậy thôi. Phải áo dài. Dạ. Bên đàn trai chia sẻ ưu điểm và khuyết điểm rồi ha. Bây giờ mời nhà gái mình. Ưu điểm của em á thì khá là hoạt ngôn. Khuyết điểm của em á thì có vẻ em hơi khó tính. Em có một cái sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như là thích đọc sách, thích du lịch, thích ngoại ngữ. Tất cả những gì chị nói là những thứ em đều thích. Vậy hả? Dạ. Có thể nói được bao nhiêu ngoại ngữ? Nói chung là em nói tiếng Anh thì có thể ở dạng tầm trung. Còn nói tiếng Trung thì em mới đi học thôi, sơ cấp thôi. Bán ngoài chợ Bến Thành là phải biết tiếng Anh, đúng không? Dạ đúng rồi, tiếng Anh của em thì mặt bằng chung thì những cái cơ bản em biết. Hai bên thử hỏi nói nhau còn tiếng Anh chút xíu coi. Can you introduce a little bit about yourself? Dạ, em chưa nghe rõ. Can you introduce a little bit about yourself? My name is Phạm Hoàng Phúc. I'm from Vĩnh Long City and 28 years old. And then how about you? I am from Madong, Nairobi. Actually, I am living here for my work.
And what is your hobby? Excuse me? What is your hobby? Hobbies? Đừng hỏi anh. Không, em không nghe rõ. Sở thích á, Phúc. I like watch TV and game show. And then you? I like traveling, learning some interesting. Actually, I'm give almost the time for the something I want to do when I have free time, like go hang out with my friend, sing karaoke. Yes. Dịch. Dạ. Em nghe bạn gái nói sở thích bạn gái, em dịch chị nghe coi. Em nghe lón thoáng được thì là bạn gái có thích đi du lịch và đi cùng với bạn. Thôi hai đứa nói tiếng Việt đi, mệt quá. Thôi mình đùa một xíu cho vui thôi. Nãy giờ là Vi đã nói về ưu điểm khuyết điểm, còn về tình yêu thì sao? Chung là em chỉ có một vài mối tình, nhưng mà em cũng không nghĩ đó là những mối tình có thể được gọi là sâu đậm. Đi con Phúc, bán ngoài chợ Bến Thành có bạn gái ngoài đó không? Dạ không ạ, em chưa có bạn gái ngoài đó. Dạ, về tình trường thì em đã trải qua hai mối tình. Thì một mối tình đầu thì là ở cấp 3 phổ thông, kéo dài được 3 năm. Lúc em học ở trung cấp thì qua do mình hoạt động đội nhóm nhiều và quen nhau thì kéo dài được 2 năm. Lúc đó em còn con nít quá, em nghĩ là người ta thương mình thì mình không cần phải thể hiện nhiều, là trước sau gì cũng của mình. Tới lúc mà bạn đi rồi, bạn đã buông tay thì em lúc đó mới nhận ra là mình thương nhưng mà mình nói không thì suông mà không miệng không thì không đủ. Biết như vậy là hay rồi đó. Hồi xưa mình học tốt nghiệp cao đẳng đúng không? Dạ, mình học cao đẳng hệ trung cấp và em đạt được thành tích là thủ khoa khoa cơ khí ạ. Ồ. Rồi tự nhiên sao giờ rẽ hướng, chuyển hướng đột ngột ra bán giải mà chị Bến Thành vậy? Dạ, tại vì em thấy cái công việc đó nó hơi cực quá. Với lại nó không có kiếm đủ thu nhập á để cho mình ổn định cuộc sống. Nhưng cái sập bãi là của ai? Dạ, hiện tại em đi làm thuê cho người ta. Thì em có dự định là cuối năm nay hoặc đầu năm sau em sẽ mở riêng em bán. Đó, chúc mừng em nha. Một cái tương lai rất là tốt đẹp luôn. Còn cái tương lai, cái khát vọng của cô gái bên kia là gì? Khát vọng của em, nói thật sự hiện tại thì em cảm thấy em cũng chưa ổn định lắm. Tại vì ở cái độ tuổi này thì nhiều người nói là em đã ế rồi. Nhưng mà thực sự em còn rất nhiều thứ em muốn làm. Em hay bỏ thời gian của mình ra để học hỏi thêm này kia đó. Nên thành ra là rất là mất thời gian. Và với công việc của em, tính chất công việc của em nữa. Tại vì làm điều dưỡng là trực đêm suốt hả. Nên thành ra không có thời gian để mà mình hẹn hò. Làm nghề điều dưỡng rất là cực khổ và nó rất là vất vả. Hồi đó em cũng có gặp anh Quyền Linh ở bệnh viện em rồi. Anh đi làm cho một cái chương trình game show của Today TV á. À, anh làm chương trình, tưởng nó nằm ở trong đó. Anh làm anh giật mình, anh nhớ có nằm trong bệnh viện hay không. Mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Em rất là thích người làm bên công việc giống dạng như là bên kỹ thuật hoặc là IT. Cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình nói chuyện với nhau, mình cảm thấy hợp. Rồi điểm nào mà em không thích ở đàn ông? Dạ, đàn ông mà hút thuốc nhiều em không thích. Yên tâm đi, em bán giải nó không dám hút thuốc đâu. Chết à, mệt à. Khó không? Dạ không. Nhậu một ít. Thấy chưa? Chị ngồi nói chuyện với em, chị thấy cặp mắt của em một cặp mắt hết sức là buồn. Phải không em? Nhưng bạn trai bên kia, một người đàn ông mang nguồn năng lượng tích cực vô cùng. Đứng qua hàng rào thôi là cảm nhận cái nguồn năng lượng tích cực của bạn. Em muốn tìm người yêu thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m6 là được rồi. Khỏe re. Thì dáng thì hơi ốm một xí, khuôn mặt villa chút cũng được. Nhưng villa. Mà nào giờ em quen toàn mặt luôn mà. Mặt mâm là mặt sao nè? Mặt nó hơi tròn mà nó hơi bầu một xí. Ông này tả người yêu cũ. Em quen nhỏ kia xưa mặt sao mặt mâm. Hòa đồng hạt bát nói nhiều là em thích rồi. Em có ghen không? Dạ em ghen cực kỳ ạ. Nhưng mà dạo này thì bạn em hay nói á. Nên em cũng bỏ bớt ạ. Trước em có quen một bạn gái. Cái bạn đó là đòi đi chơi với lại trong một nhóm bạn. Thì trong cái nhóm đó có một cái thằng đó. Thì em không thích nó thôi. Chứ không phải là tình địch của em. Em không cho không bạn gái đi. Em mới sợ là bạn gái lén em đi. Em mới lấy điện thoại chụp cái công tơ mét lại á. Rồi xong là chụp công tơ mét ở trên cái xe đó không? Dạ, bạn nói là bạn không đi. Em mới nhìn cái xe em đó chứ thì bạn không trả lời em được. Thì mình án chừng được khi đi khi về là bao nhiêu cây số rồi. Thì không thể nào chạy khỏi. Trời đất ơi. Mai mốt mà vợ đây ra ngoài á, lấy hình nó chụp lại để nguyên coi vợ về còn y như trong hình không? Thôi mốt đừng ghen gì nữa, tội dạ, rồi quá ta. Bỏ bớt rồi. Thôi bây giờ mình gặp người thân ha. Mời bên anh trai trước nè. Dạ em thì hôm nay đi đến với chương trình thì đi chung với anh trai anh bạn. Học chung với em, chơi với nhau năm nay là được 10 năm rồi. Xin chào hai MC của chương trình. Xin chào tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Em với Phúc là chơi với nhau từ năm 2009 tới giờ. Khi xưa đi học gọi là còn anh em ngủ chung vùng giường đấy.
hoạt ngôn, nói nhiều là do công tác xã hội, thì đó là cái vấn đề giao tiếp. Còn thực chất Phúc là một người rất hiền. Còn Phúc tới bây giờ gọi là độc thân đơn chiếc á, là cũng có lý do. Lý do thứ nhất đó là nặng gánh về gia đình, nhà thì bố mẹ ly thân từ nhỏ nên là chỉ có mình mẹ. Nhiều khi bạn sẽ chăm sóc cho mẹ gọi là ổn định trước, thực hiện những ước mơ của mẹ trước, xong đó thì bắt đầu là đến cuộc sống tương lai của mình. Cuộc sống tương lai của mình thì như Phúc đã chia sẻ thì Phúc bây giờ nó là vấn đề kinh tế thì đã hoàn thiện được gần như là đầy đủ rồi. Giờ thiếu một người gọi là đường sau cho Phúc một động lực. Bạn gái bên này thì đúng thực sự là bạn xinh, bạn có vẻ sắc sảo. Nhìn một chút hoặc là mình nói dăm ba câu chuyện thì mình chưa thể hiểu hết được về nhau. Hai bạn nên cho nhau cơ hội. Rồi Phi, hôm nay em đi tới đây với ai? Em đi tới chung với lại ba bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư xinh đẹp. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào em. Thì chị Vi là một người rất là dễ thương. Chị nói chị khó tính nhưng thật ra chị kỹ tính và chu đáo. Em thấy anh bên này rất yêu thương gia đình, dễ chịu, dễ tính và cũng hiền nữa. Hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Tuy nhiên cái phần ghen là em thấy không chấp nhận được. Chị Vi rất là tự do nên là nếu như mà quản lý chị chặt chẽ quá là có nghĩa lẽ là sẽ rất là khó. Còn tụi em thì đã nuôi heo sẵn sàng rồi, heo mập lắm rồi, nên là hai anh chị nên cho nhau cơ hội để lấy heo của tụi em đi ha. Rồi. Là